Này thiện dũng mãi, nếu Đại Bồ Tát có thể hiểu biết Pháp như thế, thì mới gọi là chân thật Bồ Tát. Nói Bồ Tát ấy nghĩa là có thể tùy sự hiểu rõ khái niệm hữu tình không thật, không sanh. Lại nữa, Bồ Tát cũng có thể biết như thật tất cả Pháp như Phật. Vì sao Bồ Tát biết như thật, như Phật? Nghĩa là biết như thật tánh tất cả Pháp không thật, không sanh, cũng không hư vọng. Các Bồ Tát đối với tánh các Pháp chẳng chấp trước như Phạm Phu Ngu Si, cũng chẳng sở đắc như Phạm Phu Ngu Si. Biết như thật như vậy nên gọi là Bồ Tát. Vì sao? Thiện dũng mãnh. Bởi vì Bồ Đề ấy không có sự chấp trước, không có sự phân biệt, không có sự tập hợp, không có sự đắc vậy. Này thiện dũng mãnh, chẳng phải chư như lai ứng tránh đẳng giác, đối với tánh bồ đề có chút sở đắc vì tất cả pháp bất khả đắc đối với Pháp không thể đắc nên gọi Bồ Đề. Tuy trừ Phật nói Bồ Đề như vậy mà như không nói vì lìa các tướng vậy. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát phát tâm Bồ Đề suy nghĩ, hôm nay ta phát tâm Bồ Đề này tức là Bồ Đề, ta đang vì hướng tới Bồ Đề này nên phát tâm tu hành. Các Bồ Tát có sở đắc nên chẳng gọi Bồ Tát, chỉ có thể gọi là tát đòa hữu tình, cuồng loạn. Vì sao? thiện dũng mãnh vì bồ tát chấp chắc chắn có tánh phát khởi chấp chắc chắn có sự phát tâm chấp chắc chắn có tánh bồ đề nếu các bồ tát phát tâm bồ đề mà có chấp trước thì chỉ có thể gọi là đối với tâm bồ đề có chấp tát đoà chẳng gọi bồ tát phát tâm chân tịnh do tạo tác phát tâm bồ đề như vậy nên gọi là tạo tác tát đoà không gọi là bồ tát do vị ấy gia hạnh phát tâm bồ đề nên gọi là gia hạnh tát đoà không gọi là bồ tát vì sao thiện dũng mãnh? Vì các Bồ Tát đó đã chấp thủ việc phát tâm Bồ Đề, nên chỉ có thể gọi là phát tâm Tát Đà, không gọi là Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh, không thật, có thể phát tâm Bồ Đề, vì tâm Bồ Đề không thể phát, nên Bồ Đề không sanh cũng không tâm. Các Bồ Tát kia chỉ chấp phát tâm, nhưng không hiểu rõ nghĩa Bồ Đề không sanh tâm. Này thiện dũng mãnh, nếu sanh tánh bình đẳng, tức thật tánh bình đẳng, nếu thật tánh bình đẳng, tức là tánh tâm bình đẳng. Nếu tánh tâm bình đẳng, tức bồ đề. Nếu đối với trong đây có tánh như thật, tức đối với trong đây không có sự phân biệt. Nếu có tâm phân biệt và bồ đề thì liền chấp trước vào tâm và bồ đề. Do hai loại phát tâm bồ đề này nên không thể gọi là người chân thật phát tâm. Này thiện dũng mãnh, bồ đề và tâm chẳng phải mỗi loại có khác, chẳng phải ở trong tâm có thật bồ đề. Chẳng phải trong bồ đề được có thật tâm Bồ đề cùng tâm như thật, như lý đều không thể nói là giác, là tâm Do như thật ngộ bồ đề cùng tâm đều bất khả đắc, không xanh, chẳng xanh Nên gọi là Bồ Tát cũng gọi là Maha Tát và như thật hữu tình Vì sao? Vì như thật biết không phải thật có tánh Như thật biết chẳng thật có tánh Nghĩa là các thế gian đều chẳng thật có, chẳng thật nóng giữ, chẳng thật có xanh, chỉ giả, an lập vì sao thế gian chẳng thật có xanh chỉ giả an lập chẳng thật có là không thật xanh vậy vì không thật xanh và chẳng thật có nên nói các pháp không thật không tánh do như thật biết chẳng thật có tánh nên cũng có thể nói là như thật hữu tình trong thật có ấy cũng không chấp thật có lại có thể nói tùy như thật hữu tình tùy nói như vậy mà như không nói vì sao vì chẳng như thật lý có chút hữu tình hoặc ma -ha -tát. Vì sao Thiện Dũ Mãnh vì chứng nhập Đại Thừa nên gọi là Mahatat? Này Thiện Dũ Mãnh, vì sao gọi là Đại Thừa? Vì trí nhất thiết gọi là Đại Thừa. Sao gọi là trí nhất thiết? Nghĩa là các sở hữu trí, hoặc trí hữu vi, hoặc trí vô vi, hoặc trí thế gian, hoặc trí xuất thế gian, hoặc trí có thể chứng nhập, vân vân gọi là Mahatat. Vì sao? Vì có thể xa lìa tường đại hữu tình gọi là Mahatat, lại có thể xa lìa nhóm đại vô minh gọi là Mahatat, có thể xa lìa nhóm đại chư hành gọi là Mahatat, có thể xa lìa nhóm đại vô tri gọi là Mahatat, có thể xa lìa nhóm đại chúng khổ gọi là Mahatat. Này thiện dũng mãnh, nếu có thể xa lìa tường đại hữu tình thì gọi là Mahatat. Họ đối với tâm và tâm sở pháp tuy không sở đắc mà có thể hiểu rõ bản tánh của tâm. Họ đối với pháp bồ đề và pháp phần bồ đề tuy không sở đắc mà có thể hiểu rõ bản tánh bồ đề. Do trí này họ đối với nội tâm chẳng thấy có bồ đề. Cũng không lìa tâm thấy có bồ đề, trong bồ đề không thấy có thật tâm. Cũng không lìa bồ đề thấy có thật tâm. Như vậy từ bỏ sự